Chiều 31 tháng 7, Nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự có lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại buổi lễ thừa ủy quyền của quyền chủ tịch ủy ban dân tỉnh, giám đốc sở nội vụ Nguyễn Hữu Định đã công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm lại bà võ thị xuân đào giữ chức vụ giám đốc sở tư pháp, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 nhận quyết định bổ nhiệm lại. Bà Võ Thị Xuân Đào đã bày tỏ cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã tin tưởng, tạo điều kiện để bà hoàn thành nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua. Giám đốc Sở Tư pháp hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và giữ mối đoàn kết để cùng tập thể Sở Tư pháp nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân, khắc phục những mặt còn hạn chế để phát huy tốt hơn nữa vai trò vị trí giám đốc Sở Tư pháp. Phát biểu tại buổi lễ, quyền chủ tịch ủy ban dân tỉnh võ tấn đức chúc mừng bà võ thị xuân đào được bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc sở tư pháp quyền chủ tịch ủy ban dân tỉnh mong rằng bà võ thị xuân đào sẽ phát huy các điều kiện thuận lợi đó trong nhiệm kỳ tới làm tốt chức trách nhiệm vụ là đoàn kết nội bộ cơ quan cũng như tham mưu tốt các nội dung văn bản qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp của mình